Nhà mới quý anh chị ơi, hiện tại Lộc đang quét nhà mà không có ai ở đó, nên hơi buồn nha quý anh chị. Đó, quét nhà ra rác, câu hình ngữ đó đúng ha. Nhà mà không ai ở thì rất là bụi luôn, nên nhà này đang cần chủ sở hữu nha quý anh chị. Đó, Lộc Nguyễn xin chào tất cả quý anh chị. Hiện tại thì Lộc Nguyễn đang trong một cái con đường, nó chỉ cách đường tập đoàn 4 á quý anh chị, chỉ tầm khoảng 100 m thôi, và cách ngã ba Tân Kim á tầm khoảng 700 m, và đường trước nhà của chúng ta rộng là 5 m nha quý anh chị. Và vị trí nhà chúng ta là xe tải, chúng ta di chuyển tới căn nhà mà hôm nay Lộc Nguyễn giới thiệu cho quý anh chị luôn, là một căn nhà nằm ngay vị trí mặt tiền hẻm nha. Nhà chúng ta là mặt tiền hẻm ngay trong đường tập đoàn 4, và cái vị trí này rất là đắc địa luôn nha quý anh chị. Đường là đường thông, và ngay mặt tiền đường thì chúng ta có thể là kinh doanh đa ngành nghề luôn nha. Kế bên đó thì đang có một cái tiệm nail uốn tóc nha quý anh chị. Nếu mà quý anh chị nào mà kinh doanh buôn bán trái cây nè, hoặc là buôn bán đồ ăn sáng á, thì cái vị trí này rất là thích hợp cho quý anh chị làm một cái nơi an cư lập nghiệp ha quý anh chị. Rồi, vào bên trong nhà thì Lộc Nguyễn sẽ đi vào chi tiết từng ngóc ngách cũng như là cận cảnh mọi cái góc quay cho quý chị xem ha. Thì đa số những cái nhà mà Lộc Nguyễn giới thiệu cho quý anh chị á thì đều là làm việc với chính chủ nhà, hoặc là những miếng đất mà Lộc đi quay á thì là chính chủ đất, nên quý anh chị yên tâm là cái giá nó sẽ rất là tốt so với thị trường nha quý anh chị. Mình đi xuống đây mình xem vị trí nhà, ưng thiết kế nhà, ưng vị trí rồi thì Lộc Nguyễn sẽ cho quý anh chị thương lượng giá trực tiếp với chính chủ nhà, chính chủ đất luôn, nên quý anh chị yên tâm là sẽ mua được cái giá tốt nha. Rồi, tiếp theo thì Lộc Nguyễn mời quý anh chị tham quan căn nhà này nha quý anh chị, với một cái thiết kế hình mái Thái có 2 lầu nha, có đến 4 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh. Một căn nhà có 2 lầu theo thiết kế hình truyền thống là hình mái Thái, với cái tông màu xám và tông màu trắng nha quý anh chị. Có 4 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh, hướng nhà của mình là hướng đông nam nha quý anh chị, nên rất là phù hợp cho những quý anh chị nào đang tìm cái nhà nằm trong hướng đông tứ trạch, thì căn nhà này rất là hợp lý cũng như là đáng để cho quý anh chị tham quan ha. Và vào bên trong nhà thì sẽ qua một cái lớp cửa rất là kiên cố luôn. Cửa này á thì cổng này á thì đã được hùm bao lại, nhìn vào sẽ không có thấy bên trong nha. Với cái tông màu trắng sáng, nhìn rất là sang trọng và hiện đại luôn. Tiếp theo, mình sẽ đi vào bên trong khu vực cái khoảng sân này, một cái khoảng sân khá là rộng rãi. Với khoảng sân này thì quý anh chị có thể là để tầm khoảng 6 tới 10 chiếc xe máy nha. Đó, bên đây thì có những cái đường ống nước sẵn cho quý anh chị rồi. Thì với đường ống nước này chúng ta có thể về chúng ta tận dụng để chúng ta rửa xe hoặc là chúng ta tưới cây thì rất là hợp lý ha. Cái nguồn nước ở đây mình xài là nước của công ty nước Hà Lan, là nước máy, nên là quý anh chị yên tâm là nguồn nước đây là nước sạch ha quý anh chị. Đi vào bên trong phòng khách thì sẽ qua thêm một cái lớp cửa nữa, cửa 4 cánh nè, đó, với cái tông màu trắng ha, và dán những cái kiểu mà giấy dán tường, dán dán kính nè, nhìn vào thì sẽ không có thấy nha quý anh chị. Nhà này thì Lộc thấy rất là kiên cố, tường thì đã được ốp lên rất là cao cho quý anh chị rồi, nên rất là sạch sẽ nha quý anh chị. Rồi, căn nhà của chúng ta có diện tích là ngang ngang 36 hả? Vì dài 13 12. Căn nhà của chúng ta có diện tích là ngang 3,6 m, dài 12 m nha quý anh chị. Một cái khu vực phòng khách nó rộng tầm khoảng 30 mét vuông nha. Rất là rộng luôn. Đó. Ở đây có một cái khu vực bậc tam cấp nè. Thì với khu vực này quý anh chị có thể là trưng bày những vật phẩm của lưu niệm hoặc là những cái bình hoa để làm cho khu vực phòng khách của chúng ta thêm phần đẹp mắt hơn nha quý anh chị. Đó, tường sẽ được ốp lên khá là cao nè. Đó, tầm khoảng 1,5 m nha. Trần là trần dự cấp luôn, với những cái khu vực hình tròn hình thoi, nhìn rất là sang trọng và hiện đại, cùng với hệ thống đèn led giúp cung cấp đầy đủ ánh sáng cho khu vực phòng của chúng ta, làm cho khu vực phòng của chúng ta nó sáng trưng lên ha nha quý anh chị. Với cái khoảng căn nhà mặt tiền như thế này thì chúng ta phải là kinh doanh đa ngành nghề nha. Những quý anh chị nào mà đang có nhu cầu tìm nhà để ở, tìm nhà để kinh doanh thì căn nhà này rất là hợp lý và đáng để cho quý anh chị tham quan nha quý anh chị. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào bên trong khu vực phòng vệ sinh nha.
Khu vực phòng vệ sinh thì Lộc thấy là những cái thiết bị bồn cầu rồi rồi có vòi sen nè, gạch thì đã được ốp lên tầm 2 mét cho quý anh chị rồi nên rất là sạch sẽ. Tiếp đến là khu vực bếp. Wow, một cái khu vực bếp phải nói cũng rất là thoáng luôn quý anh chị. Ngọc Nguyễn rất là thích những cái khu vực bếp mà có cái cửa sổ như thế này để cho quý anh chị lấy gió cũng như là lấy sáng, làm cho khu vực phòng bếp của chúng ta lúc nào cũng thông thoáng ha. Ở đây thì có một cái khoảng không gian trống nè, chúng ta có thể là để một cái bộ bàn ăn tầm khoảng 4 ghế ở khu vực này ha. Ở đây có ổ cắm điện, thì với vị trí này chúng ta để cái máy lạnh, cái tủ lạnh ở đây. Rồi bên tay trái nè, đó có ống nước vào, ống nước ra, chúng ta để khu vực máy giặt ở đây ha. Ở trên thì có ổ cắm điện sẵn rồi đó. Chủ nhà này thì lâu lâu mới về quý anh chị nên để những cái vật dụng và linh tinh nè. Ở đây có than nữa nè đó, lâu lâu về đây nướng đồ ăn để nhậu nè quý chị, có than ha. Rồi cái khu vực này là dắt xe lên đã làm sẵn cho quý chị rồi đó, thì về chúng ta để ở trước nhà đó. Nói chung là chủ này nhìn rất là kỹ lưỡng ha quý chị. Tiếp theo thì Lộc Nguyễn mời quý chị di chuyển lên khu vực trên lầu 1, lầu 2 để tham quan các căn phòng ngủ phía trên nha. Rồi hiện tại thì Lộc Nguyễn đang ở trên lầu 1 nha quý anh chị. Các bậc cầu thang khi mà Lộc Nguyễn di chuyển lên nè đã được ốp lát những cái đá hoa cương hết rồi nên quý anh chị đi nó sẽ rất là mát chân nha. Có một cái đèn chiếu sáng như thế này ở khu vực cầu thang để giúp cung cấp ánh sáng cho mỗi khu vực cầu thang của chúng ta lúc nào cũng có ánh sáng hơn nha. Đó, tay vịn được thiết kế bằng chất liệu là bằng gỗ nha quý anh chị. Rồi trên lầu 1 thì sẽ có hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh nè. Đầu tiên thì Lộc Nguyễn sẽ cho quý chị tham quan căn phòng ngủ đầu tiên nha. Căn phòng ngủ này á có một cái cửa sổ ở phía bên hông nên quý anh chị sẽ lấy được cái nguồn là ánh sáng cũng như là gió đó, mở ra rất là mát luôn quý anh chị ơi. Xung quanh nhà chúng ta thì khu dân cư đông đúc san sát nhau rồi nên rất là về đây á quý anh chị có thể là vừa kinh doanh vừa ở thì rất là tuyệt vời ha. Đó, ở phía trên thì có những cái đường cấp đồng đi sẵn cho quý anh chị hết rồi, thì về chúng ta chỉ cần lắp máy lạnh vào và ở thôi. Đó, trần là duyệt cấp nè quý anh chị. Mỗi khu vực phòng ngủ đều có một cái đèn tiếp hai như thế này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển qua khu vực phòng vệ sinh. Wow, phòng vệ sinh này khá là rộng nha. Gạch ốp ốp tường đó quý anh chị, lên tầm khoảng 2 mét luôn nè quý anh chị, nên rất là sạch sẽ. Những cái thiết bị bồn cầu, vòi sen nè, rồi lavabo nè, đó đã được lắp sẵn hết cho quý anh chị rồi. Phía dưới thì gạch chống trơn trượt nha quý anh chị. Quá ư là rộng với một căn phòng ngủ thứ hai. Căn phòng ngủ thứ hai này nó sẽ hướng ra phía ban công nha. Đó, mỗi khu vực phòng của chúng ta đều có những cái công tắc máy lạnh như thế này để cho quý anh chị và quý anh chị nhắm máy lạnh vào và sử dụng thôi nha. Đó, hiện tại thì nhà chúng ta rất là thoáng và mát mẻ luôn. Một căn nhà nằm ngay vị trí mặt tiền hẻm nha quý anh chị. Ở đây thì hiện tại đang khóa lại rồi quý anh chị ơi, nó hướng ra phía ban công nha. Đó, quý anh chị nào muốn tham quan cái ban công ở lầu 1 thì chúng ta xuống xem thực tế, là Nguyễn sẽ mở cửa ở ổ khóa ra cho quý anh chị xem nha. Rồi tiếp tục chúng ta di chuyển lên trên lầu 2 nha quý anh chị. Đây cái đèn chiếu sáng. Trần thì khá là cao, trần là trần la phong nha quý anh chị. Khu vực lầu 2 thì này á thì Lộc thấy là nó cũng tương tự như những căn phòng ở dưới lầu 1 nha. Đó, cho quý anh chị tham quan một lần nữa. Ở đây có những cái khu vực ổ cắm điện rất là nhiều nè. Rồi bên đây cũng có nha. Mỗi cánh cửa của chúng ta thì đều làm bằng chất liệu là gỗ, cách âm rất là tốt nha quý anh chị. Tiếp theo là căn phòng ngủ thứ ba nè, căn phòng vệ sinh thứ ba nè. Đó, cái này thì cái lavabo nó đổi vị trí nha.
căn phòng ngủ cuối cùng, căn phòng ngủ thứ tư. Nó sẽ hướng ra phía ban công nha. Đó, Nội sẽ mở cái này ra, mở cái ban công này cho quý vị tham quan. Với căn phòng ngủ này thì chúng ta có thể là tận dụng để chúng ta làm một cái khu vực thờ ha nha quý anh chị. Chúng ta thờ ông bà tổ tiên, thờ Phật, thờ đạo Thiên Chúa, thì theo tín ngưỡng mỗi gia đình thì chúng ta tận dụng khu vực này để chúng ta làm một cái nơi tôn nghiêm thờ ông bà tổ tiên nha. Đây, xung quanh nhà nè quý anh chị, quý anh chị sẽ nhìn được thấy là một cái khu dân cư rất là đông đúc. Nhìn từ lầu 2 nhìn xuống đó. Đó, nên với vị trí này thì quý anh chị có thể là kinh doanh đa ngành nghề luôn ha. Nằm ngay cái vị trí ngã tư nha quý anh chị. Ngã tư, nhà chúng ta là mặt tiền đường hẻm, đường xe tải luôn. Đó, tiếp theo thì Lộc Nguyễn mời quý anh chị đi xuống từng trệt, Lộc Nguyễn sẽ báo giá đầy đủ cho quý anh chị về căn nhà này ha. Quý anh chị hãy nhớ nhấn cho Lộc một nút like và một lượt đăng ký kênh Nhà Đất Lộc Nguyễn, cũng như là chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình đang có nhu cầu mua nhà. Vừa rồi thì quý anh chị đã tham quan hết căn nhà của chúng ta rồi, với một cái vị trí rất là đắc địa nha, nằm ngay vị trí mặt tiền hẻm đường xe tải. Đó thì rất là phù hợp cho những quý anh chị nào đang cần nhà để vừa ở vừa kinh doanh nha quý anh chị. Thì căn nhà của chúng ta Lộc Nguyễn thống kê lại nha, với cái diện tích là ngang 3m6, dài 12m, một trệt, hai lầu, có 4 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh, rất là phù hợp cho những gia đình nào có 4 đến 10 thành viên chúng ta ở căn nhà này thì rất là hợp lý luôn. Vừa ở vừa kinh doanh ha, với một cái mức giá tổng cho quý anh chị sở hữu căn nhà này là 1.790.000.000, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào nha quý anh chị. Và những quý anh chị nào đang có tài chính trong tay tầm khoảng 1 tỷ thì quý anh chị yên tâm nha, với một căn nhà sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay căn nhà này là tầm 700 tới 1 tỷ luôn. Nên quý anh chị yên tâm với tài chính 1 tỷ của mình ha quý anh chị. 1 tỷ thì quý anh chị đương nhiên được sở hữu được một căn nhà sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng rồi nha. Mọi thông tin chi tiết quý anh chị hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc Nguyễn và cái số hotline phía trên màn hình nha, 077-201-0726, để chúng ta đặt lịch đi tham quan căn nhà này thực tế và sớm sở hữu cho mình những cái căn nhà vị trí đẹp và sớm tìm được cho mình những căn nhà thật là ưng ý nha quý anh chị. Lộc Nguyễn mến chúc cho quý anh chị có nhiều sức khỏe nè, thật nhiều niềm vui và thật nhiều thành công trong cuộc sống, và sớm tìm được cho mình những cái căn nhà, những miếng đất phù hợp theo đúng nhu cầu và tài chính của quý anh chị ha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau.